Hello Phong 61, xin chào cô chú anh chị mình nha. Dạ thì hôm nay Phong 61 có tin vui muốn gửi đến cho cô chú anh chị mình ha. Thì hồi nãy Phong 61 cũng đã ghi rồi ha, ghi hết những cái đoạn mà Phong 61 đã muốn ghi. Còn thiếu một nói chung là xong hết rồi. Dạ, nói chung là xong hết rồi hai bà con chú ha. Dạ. Thì đây là cái đây tên dạ. Đây là cái Google Adsense gửi cho Phong 61 ha. Phong 61 khá là vui nha bà con chú ha. Dạ, mà Phong 61 khá là vui. Thì trước hết thì Phong 61 cũng xin chân thành cảm ơn YouTube trước cái đã ha. Dạ. YouTube trước cái đã xong mới cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ kênh là Phong 61 ha. Dạ, Phong 61 ha. Hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2023 ha bà con chú ha. Đầu tháng 12 rồi, sắp sửa hết năm 2023, bước qua ngày 2024 ha con chú ha. Còn một tháng nữa thôi, đúng một tháng nữa thôi là sẽ bước qua 2024 ha. Thì Phong 61 cũng có bên YouTube có gửi Google tên cho Phong 61 ha, để Phong 61 bà kiếm tiền có tiền đổ xăng cũng như đi lại ha bà con chú ha. Dạ, thì Phong 61 không biết gì hơn thì nói chung thì cảm ơn YouTube và cảm ơn anh em cô chú anh chị đã ủng hộ đến kênh Phong 61 ha. Dạ. Rồi mời cô chú anh chị mình đón xem tiếp phần bên trong ha. Dạ bye bye. Xin chào. Dạ Phong 61 xin chào cô chú anh chị mình nha. Dạ hôm nay thì Phong 61 sau khi làm việc đã đời ha, thì cũng rốt cuộc thì cũng được cái Google Adsense nha cô chú nhé. Dạ thì đây ở Google Adsense thì mình một người chỉ có một cái Google cái mã gọi là cái mã pin duy nhất nha bà con cô chú ha. Thì hôm nay là đầu tháng 12 ngày 1 tháng 12 thì Phong 61 đang uống cà phê đang ngồi làm phim chứ, thì có cái anh ở bưu điện anh luôn anh là phải anh Phong không nó phải rồi lúc đó được cái anh bưu điện gọi lúc đó Phong 61 khá là mừng nha bà con chú ha. Còn một cái giai đoạn nhỏ xíu thôi Phong 61 gán làm nhỏ xíu thôi, ráng làm vừa xong là Phong 61 sẽ chạy vô xã để lãnh Phong 61 hỏi là địa chỉ chỗ nào thì Phong 61 chỉ đến chỗ dân phòng lắp, thì anh nói giờ anh hơi bận. Thì sau khi anh nói vậy thì mình hiểu ý anh là mình chạy hẳn vô tới cái chỗ anh làm việc ha, ở xã ha, ở phường chứ bà con chú ha. Dạ phường phường của Phong 61 ở là phường Chánh Phú Hòa nha bà con chú ha. Dạ qua rồi thì sau bao ngày chờ đợi cũng đã có ha, chữ Google Adsense ha gửi cho Phong 61 á. Cái này ở từ Vĩnh Mỹ bà con chú ha. Cái này là xác cái này là danh tính bà con chú ha. Dạ rồi. Cái này gọi là xác minh danh tính chứ cũng không có gì hết. Đây gọi là xác minh danh tính là cái mã số ha. Hình như giờ gồm có là 6 chữ số trong đây ha bà con chú ha. Chưa có khui nhau bà con chú ha. Rồi quá ơi là mừng. Dạ khá là mừng ha. Thì Phong 61 làm từ cái lúc mà con Năm Vũ Linh mất là lúc đó là khoảng quay lại đâu đi 99 ngày nha bà con chú ha. Thì tới 100 ngày sau 100 ngày tới này Phong 61 cứ cứ làm liên suốt ha tới bữa nay. Thì cũng không suốt đâu, làm cũng sơ sơ sau này mới gần đây Phong 61 mới làm suốt xuyên suốt nha bà con chú ha. Đích thực là Phong 61 sẽ làm kênh suốt luôn tới bây giờ luôn ha. Thì nhờ vậy Phong 61 sẽ có được cái Google xem này ha. Dạ. Thì Phong 61 cũng rất chân thành cảm ơn cô chú chị mình ha. Dạ. Đã xem cũng như ủng hộ kênh Phong 61 cũng chân thành cảm ơn cô chú chị mình ha. Đây, trước sau khi kết thúc clip thì Phong 61 xin chúc cho bà con cô chú mình và tương thế là nhiều sức khỏe, thì nhiều may mắn thành công trong mọi công việc. Nhớ ủng hộ đăng ký kênh Phong 61 ha. Phong 61 chân thành cảm ơn cô chú chị mình rất nhiều ha. Đây là cũng là những niềm vui ha, một cái động lực ha để Phong 61 sẽ làm tiếp và có thêm thu nhập ha. Dạ. Bye bye, xin chào. Dạ bây giờ tự nhiên bye bye xin chào. Bây giờ Phong 61 sẽ khui ra nha bà con chú ạ. Khui ra coi như thế nào đây. Wow. Wow, quá tuyệt vời nha bà con chú mình ha. Dạ. Đó. Wow. Wow.
gì đây, gì đây đó, bên trong là cái gì đây? Dạ, cái này bí mật nha mà con chú ha, để dạ cái này hơi hơi bí mật xíu nha mà con. Có ra rồi, có là 6 chữ số nha mà con chú ha, số đầu là số xa, số 6, số đuôi là số 5. Dạ, hello, xin chào. Tên. À dạ, bây giờ là phòng số 1 sẽ nhập cái mã số. Dạ, gọi là mã số xác minh nhân tính nha mà con chú ha. Dạ. Quá vui nha mà con chú ơi. Vui lắm nha mà con chú ha. Dạ, mà con chú nào mà có mà hướng dẫn mà... cách nè. Ừ. Cũng vô hành động. À. Đó, vô hành động. À. Nhập 6 số đây. Nhập 6 số. 6 2 7 3 gửi. Mà các cái số đuôi này đã xong rồi. Dạ, vậy đã xong rồi con chú ha. Wow, thế là xong nha con chú mình. Quá là vui nha. Thôi đất ơi, có cái tấm này thôi mà đó. Chờ đợi đã đời ha, hình như mình gửi bữa thứ 6 ha. Thứ 5 được rồi nha cô lại ha. À thứ 5. Thì chờ đến thứ 6 thứ 7 cũng không có nha con ha. Rồi tính 3 ngày thứ 5 thứ 6 thứ 7 mà rốt cuộc không có thì xong rồi tới chủ nhật rồi thứ 2 cũng chờ riết không có ha. Dạ chờ riết sau cái thứ 23 thứ 4 rồi bữa nay là thứ 6 ha. Bữa nay thứ 6 thì ngày 1 tây tháng 12 ha. Phòng xong món mới nhận được rồi, khá là vui nha mà cô chú ha. Dạ khá là vui thì cái đó là một cái động lực ha, để anh em YouTube mình có một cái động lực để làm ha cô chú ha. Dạ rồi, nhưng mà từ đây về sau thì mình lo mình cài để kiếm view ha cô chú ha. Thì cuối cũng lại là cuối clip nha cô chú ha. Cái nãy giờ cứ cuối clip mấy lần ha, thì cuối clip thì con chú móc dẫn xúc chúc cho bà con chú mình và càng nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công trong mọi công việc. Nhớ ủng hộ đăng ký kênh phong số móc ha. Còn càng thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều nha. Dạ bye bye, xin chào. Để quay cái chạy đây phong số móc nè ha. Dạ bye bye, xin chào cô chú mình ha. Dạ đến đây phong số móc cũng xin kết thúc clip ha. Dạ bye bye, xin chào.